Gia đình ông Lê Minh Khánh ở xã Tịnh Minh là hộ cận nghèo. Nhận thấy gia đình có vườn rộng phù hợp để trồng cỏ và bắp sinh khối, ông Khánh được địa phương tư vấn hỗ trợ học nghề chăn nuôi thú y và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Trong quá trình học, địa phương còn hỗ trợ gia đình ông Khánh một con bò cái giống sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế. Đến nay, bò đã sinh sản được một bê con. Được học nghề, có kiến thức nên chăn nuôi hiệu quả, gia đình ông Khánh tự tin và cố gắng mua thêm một con bò cái sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Được cho đi học có cái lớp mà đào tạo ngắn hạn đó của bên thứ nhất về nông nghiệp hay là về chăn nuôi, thì thực ra mà nói thì bởi vì những người nông dân như tôi thì cũng kiến thức thì nó thấp mà tiếp thu thì cũng được cái hạn chế đến mức độ nào thôi, nhưng mà đã tiếp cận được cái thầy đã giảng dạy đó trong chương trình hạt đó, thì về áp dụng vào cái chăn nuôi thì cũng rất là tốt cho hộ gia đình. Gia đình ông Nguyễn Văn Tưởng cũng là hộ cận nghèo ở xã Tịnh Minh. Gia đình có con bị bệnh nên phải có một người thường xuyên ở nhà trông nom chăm sóc. Địa phương đã hỗ trợ gia đình ông Tưởng một con bò giống, cỏ voi trồng trong vườn để làm thức ăn cho bò. Sau khi được học nghề chăn nuôi thú y và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, hiện nay bò đã phát triển tốt và chuẩn bị sinh bê con. Ngày xưa thì mình cũng không biết gì, kiến thức là vệ sinh chuồng trại với gọi là cách tiêm phòng rồi này kia. Bây giờ thì mình cũng có gọi là xong cái lớp học rồi, mình cũng có kiến thức đó, mình cũng có biết được mình xử lý là cách tiêm phòng với gọi là vệ sinh rồi kia để cho cách cho ăn uống chăm sóc nó tốt hơn. Vừa dạy nghề vừa kết hợp hỗ trợ kinh tế, cách làm này giúp xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh trong năm 2023 giảm được 3 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Trước năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo xã Tịnh Minh còn gần 2%. Đến cuối năm 2023, giảm xuống còn dưới 1%. Tịnh Minh là mở nhiều cái lớp dạy nghề cho bà con nông dân với các hộ nghèo, hộ cận nghèo mà để mà chăn nuôi cũng như là phòng chống cho dịch cho gia súc gia cầm. Thì Tịnh Minh rất làm rất tốt, nông má đã mở hơi lớp, năm nay mở hơn lớp. Thì bà con là hỗ trợ hộ cận nghèo, nhà nước hỗ trợ bò, bà con về chăn nuôi áp dụng có lớp dạy nghề đó mà họ chăn nuôi, tính ra là nhiều cái hộ bò chăm sóc bò rất tốt, nên có những hộ là thoát nghèo, từ hộ cận nghèo họ thoát nghèo, bữa nay là họ nhờ cái chăn nuôi cũng như họ phát triển đàn gia súc gia cầm thì họ đã phát triển tốt mà để thoát nghèo. Hiệu quả từ mô hình dạy nghề kết hợp hỗ trợ sinh kế. Năm 2024, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sơn Tịnh đã phối hợp với các địa phương, cơ sở đào tạo dạy nghề theo hình thức cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, xây dựng nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế, gắn đào tạo nghề với xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, không chỉ định hướng cho người dân lựa chọn nghề học phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân gia đình, mà hỗ trợ con giống, hỗ trợ vay vốn để phát triển mô hình kinh tế. Đối tượng mà học lớp này thì hoàn toàn là do địa phương chọn, tức là các xã chọn các đối tượng trong cái đối tượng mà cần phải giống nghèo á, thì địa phương chọn và có những cái mô hình cụ thể trong đối tượng mà chăn nuôi thì sẽ mở các lớp chăn nuôi, còn các đối tượng mà trồng trọt thì sẽ mở các đối tượng trồng trọt. Nói chung là cái việc mở lớp là nó theo nhu cầu. Và trong cái việc sản xuất tại địa phương thì chúng tôi mở lớp chứ không phải là mở theo kiểu nhưng mà theo kế hoạch. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp, huyện Sơn Tịnh luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn cùng với hỗ trợ sinh kế. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và mang lại cơ hội lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống ổn định cho người dân. Nhờ cách làm này, năm 2023, toàn huyện giảm 66 hộ nghèo, đạt 236% kế hoạch năm. Giữa học và thực hành cho nó hiệu quả thì cái này nó trong cái chương trình á, thì có cái mô hình cụ thể, vừa là trang bị kiến thức cho bà con và vừa có cái giống để thực hành cụ thể, cộng với lại cái việc mà đang chăn nuôi và sản xuất tại hộ gia đình á, thì lấy cái đó cũng làm cái mô hình cụ thể để áp dụng cái khoa học kỹ thuật trong cái việc mà đào tạo nghề theo nhu cầu của lao động. Địa điểm và thời gian dạy nghề cũng linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng lựa chọn nghề.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo và người dân đã mang lại hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề ở huyện Sơn Tịnh. Người dân sau khi học nghề có việc làm, năng suất lao động và thu nhập được nâng lên, giảm nghèo của địa phương được bền vững.